người được Trịnh Văn Quyết chọn mặt gửi vàng. Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết ngày 29 tháng 3 vừa bị khởi tố, bắt với cáo buộc thao túng và che giấu thông tin chứng khoán. Ngay sau khi có thông tin này, tập đoàn FLC cho biết ông Trịnh Văn Quyết đã ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc FLC thay mặt và đại diện cho ông Quyết thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC cũng như Chủ tịch Bamboo Airways. Đồng thời, ông Trịnh Văn Quyết cũng ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến toàn bộ các quyền liên quan đến các tài sản thuộc quyền sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết. Được biết, bà Vũ Đặng Hải Yến sinh năm 1978. Trước khi đến với FLC, bà Yến từng là trưởng ban pháp chế của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước. Tại FLC, bà Yến cũng đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao của tập đoàn và một số công ty thành viên. Cụ thể, trong khoảng một năm từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018, bà Yến từng giữ vị trí phó tổng giám đốc, đồng thời là người công bố thông tin của tập đoàn FLC. Đến ngày 19 tháng 6 năm 2019, Hội đồng Quản trị FLC lần thứ 2 bổ nhiệm bà Yến vào vị trí phó tổng giám đốc và bà tiếp tục nắm giữ vai trò này từ đó đến nay. Ngoài sự xáo trộn về mặt nhân sự kể trên, tập đoàn FLC cho rằng FLC không phải là chủ thể có liên quan hoặc có những hoạt động liên quan đến vụ việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giam.